đang bước ra sân. Họ đang ra sân với sơ đồ là 4-4-2. Họ sẽ chơi với hai tiền đạo ở trên nhằm gia tăng khả năng gây áp lực. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Đức. Leon Goretzka. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Hummel đang đưa bóng về phía trước. David. Anh ấy đang luân chuyển. Đó là pha cản phá xuất sắc. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Đó là pha xử lý an toàn. Bóng đã được đưa ra ngoài vòng nguy hiểm. Một tình huống tấn công nhanh. Cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Một tình huống dứt điểm. Một siêu phẩm đã được vẽ ra. Với góc máy này, chúng ta có thể xem rõ pha lập công vừa rồi là ấn tượng ra sao. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Hiện tại tỷ số đang là 1-0. Davies. Họ đã luyện tập rất nhiều cho những đường chuyền vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi. Đó là tình huống cản phá tốt, rất đơn giản với thủ môn. Davies. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng, đối thủ không thể đoạt lại bóng. Leroy Sané. Serge Gnabry. Anh ấy đã thực hiện pha tạt bóng. Đó là bàn thắng cho Đức. Anh ấy đã có bàn thắng dành cho riêng mình. Một pha dứt điểm hiểm hóc với cú sút xoay đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Wow, một cú sút tuyệt vời.
trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Đường chuyền về cho đồng đội. Hummels. Davies. Một đường chuyền lơ lửng thành công. David. Một đường chuyền bằng đầu tốt. Cơ hội đã trôi qua, anh ấy thật thiếu may mắn. Vâng, đó là 2 phút bù giờ. Cơ hội để tung ra cú sút. Pha ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Trọng tài đã thổi còi việt vị. Vâng, đã có tình huống việt vị. Bàn thắng vì vậy đã không được công nhận. Bốn mươi lăm phút đầu tiên của trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Một sự thay đổi của Đức. Chúng ta cùng chờ đón hiệp thi đấu thứ hai mãn nhãn hấp dẫn vào thời điểm này. Davies. Không có gì phải vội cả. Họ đang lên bóng một cách chắc chắn chậm rãi. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Leroy Sané. Đó là pha phản công. Pha tạt đưa bóng vào trong. Đó là pha đánh đầu dũng mãnh và bàn thắng cho anh ấy. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Họ đã tập luyện với nhau rất nhiều lần cho các pha tạt bóng từ bên phía cánh phải. Và bàn thắng chính là thành quả cho sự khổ luyện ấy. Không có một cơ hội để cản phá. Đó là một pha đánh đầu dũng mãnh. Tỷ số hiện đang là 2-1. Anh ấy đang truyền về cho đồng đội. Vâng, anh ấy có thể thực hiện pha tạt bóng vào trong. Leroy Sané, đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Bóng đã trở lại với chân cầu thủ ấy. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Một pha tạt bóng. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn.
Đây là cơ hội để anh ấy thực hiện pha tạt bóng. Anh ấy đang luân chuyển quả bóng bởi những đường truyền tinh tế. Ilkay Gundogan, đường truyền tốt. Một cú sút, một bàn thắng tuyệt vời dành cho Leroy Sané. Họ đã phòng ngự chặt chẽ và rồi một đợt phản công đã diễn ra nhanh chóng. Bàn thắng đã tới. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Đó lại là tỷ số hòa. Hummel đang đưa bóng về phía trước. Bóng đã đi ra ngoài. Thủ môn sẽ phát bóng lên. Một tình huống tạt bóng. Thủ môn đã đấm bóng ra ngoài. Cơ hội đã trôi qua. Đó là cơ hội để vượt lên dẫn trước. Nhưng điều đó vẫn chưa tới. Joshua Kimmich liên tục nhận được các đường truyền từ đồng đội. Tỷ số vẫn đang có kết quả hòa vào cuối trận. Đường truyền bóng chính xác. Leroy Sané. Vâng, một tình huống dứt điểm. Vâng, sẽ là một tình huống phạt góc cho Đức. Liệu rằng một cơ hội ghi bàn sẽ đến với đội bóng ấy? Đó là pha xử lý an toàn. Bóng đã được đưa ra ngoài vòng nguy hiểm. Liệu đây là tình huống phạt góc định đoạt trận đấu ngày hôm nay hay không? Serge Gnabry. Họ đã đoạt được bóng sau. Thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Thời gian đang dần kết thúc. Cơ hội gỡ hòa ở tình huống phạt góc này cho Đức. Đó là tình huống cản phá tốt, rất đơn giản với thủ môn. Thời gian được cộng thêm 3 phút bù giờ. David. Một, đó là tình huống tuyệt vời, anh ấy đã di chuyển quá sớm. Ilkay Gundogan. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu và